nguyên nhân khiến mẹ bầu sảy thai liên tiếp. Sảy thai liên tiếp là khi một bệnh nhân bị sảy thai tự nhiên từ 2 lần trở lên. Nếu sảy thai dưới 12 tuần thì 70% do thai bị rối loạn nhiễm sắc thể, dị tật nặng, nhiễm trùng hoặc các bệnh lý nội tiết của mẹ. Trường hợp sảy thai trên 12 tuần thường do nguyên nhân bất thường tử cung của mẹ, tiền sản giật, nhiễm trùng, mẹ bị các bệnh nội tiết như tiểu đường, suy giáp, lupus. Theo bác sĩ Phạm Thúy Nga, trưởng khoa hỗ trợ sinh sản và năm học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sảy thai liên tiếp. Trong đó chiếm tỷ lệ lớn nhất là những bất thường về miễn dịch và hormone, tiếp theo là những bất thường về nhiễm sắc thể hoặc bất thường về gen, cuối cùng là những bất thường về giải phẫu tử cung hoặc sảy thai không rõ nguyên nhân. Những bất thường này có thể bắt nguồn từ bất thường của noãn, tinh trùng hoặc phôi. Trên thực tế, có khoảng 12-15% thai lâm sàng sẽ bị sảy thai. Tuy nhiên, có những thống kê chỉ ra rằng có tới 30-60% phôi và thai sẽ bị sảy trong vòng 12 tuần đầu tiên của thai kỳ. Tỷ lệ phụ nữ không nhận ra mình có thai bởi vì thai sảy tự nhiên từ khi còn rất sớm lên tới 50%. Tuổi mẹ cao là một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ sảy thai do giảm chất lượng noãn dẫn đến những bất thường về nhiễm sắc thể. Trong một số trường hợp, bố hoặc mẹ có những bất thường nhỏ trong bộ gen, những bất thường này có thể không ảnh hưởng đến bố mẹ nhưng lại có sự ảnh hưởng lớn đến phôi thai và có thể dẫn đến sảy thai. Hiện nay, phần lớn các nguyên nhân gây sảy thai liên tiếp đều có thể được chẩn đoán bằng các xét nghiệm. Ví dụ như khi đến khám, bác sĩ sẽ hỏi bệnh để biết tình trạng dùng thuốc, phẫu thuật cũng như các bất thường về di truyền của thai phụ cũng như của gia đình. Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ có thể được làm cho cả vợ và chồng để tìm hiểu các nguyên nhân bất thường về nhiễm sắc thể. Những bất thường này có thể không biểu hiện ở bố mẹ nhưng có thể truyền cho con và gây sảy thai. Những xét nghiệm tìm sự bất thường di truyền về đông máu cũng nên được thực hiện ở những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ như phẫu thuật, gãy xương, nằm bất động lâu ngày hoặc những bệnh nhân có gia đình bị các bất thường về máu. Các trường hợp bất thường về bộ nhiễm sắc thể, các bác sĩ sẽ tư vấn kỹ cho bệnh nhân về vị trí bất thường cũng như khả năng di truyền cho các thế hệ sau. Trong một số trường hợp bất thường bộ nhiễm sắc thể, các cặp vợ chồng có thể tiến hành làm các xét nghiệm di truyền chẩn đoán trước sinh.